CDT News, người tiểu đường nên uống gì? Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị người tiểu đường nên dùng đồ uống có hàm lượng calo thấp hoặc ít calo. Lý do chính là để ngăn chặn sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Việc chọn đồ uống phù hợp có thể giúp chúng ta tránh các tác dụng phụ như khó chịu và có thể kiểm soát cân nặng cho người bị tiểu đường. Đồ uống không có hoặc ít calo thường là lựa chọn tốt cho căn bệnh này. Dưới đây là một số thức uống khá tốt cho người bị tiểu đường. Nước. Nước là lựa chọn tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường vì chúng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu cao có thể gây mất nước. Uống đủ nước có thể giúp cơ thể bạn loại bỏ glucose dư thừa qua nước tiểu. Các viện y học khuyến cáo những người đàn ông uống khoảng 13 cốc mỗi ngày, trong khi phụ nữ uống khoảng 9 cốc. Trà. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có tác động tích cực đến sức khỏe nói chung của chúng ta. Nó cũng có thể giúp giảm huyết áp và giảm mức cholesterol có hại. Khi chọn bất kỳ một loại trà nào, chúng ta nên tránh cho thêm chất ngọt. Một số nghiên cứu cho rằng nếu uống 6 cốc trà mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Cà phê. Một nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, chúng không chứa carbohydrate và calo, do vậy nó là một trong những loại đồ uống tốt đối với người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, khi uống cà phê, chúng ta không cho thêm đường. Nếu thêm sữa, kem hoặc đường vào cà phê sẽ làm tăng tổng lượng calo và có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của chúng ta. Sữa ít béo. Nghiên cứu chỉ ra rằng các sản phẩm sữa ít béo có liên quan tới việc giảm tỷ lệ mắc tiểu đường và giảm huyết áp. Các sản phẩm sữa có chứa khoáng chất hữu ích, tuy nhiên chúng ta nên chọn các loại sữa không đường, ít béo hoặc tách kem để tốt cho sức khỏe người bệnh tiểu đường. Chúng ta nên giới hạn bản thân 1 hoặc 2 ly mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.